đầu lúc nào cũng lơ ngơ như thế này này. Mới cũng lớp 7, lớp 8 gì đấy rồi, nhưng mà trí khôn bình thường ở bên ngoài chỉ giống như là một em lớp 2, lớp 3. Nhưng mà cứ đưa cho cái điện thoại là sáng mắt là tỉnh táo vô cùng, rất là cái tay có nghĩa là nó điêu luyện vô cùng, chả chịu thế, rất là nhanh. Nhưng mà bỏ cái điện thoại đang cái là thôi amen, tất cả mọi cái trở về mo. Đố các bạn biết cha này là cha gì, tên gì? Cha gì? Vâng, chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn cho cha Vinh Sơn Ngô Thái Phong. Vâng, chúng con xin trân trọng kính mời cha. Ôi, con chào cha. Con chào cha đặc trách của giới trẻ giáo hạt. Chào tất cả các thầy và đặc biệt là chào tất cả giới trẻ của chúng con. Bắt đầu vào giờ chia sẻ của cha là bây giờ bị chúng con lấn sân của cha rồi, cho nên không còn giờ nữa, cho nên là ta phải làm việc ngay nhá. Giờ cha đề nghị bắt đầu vào làm việc luôn rồi đấy nhá. Bây giờ cha đề nghị tất cả chúng con nhắm mắt lại và giữ im lặng. Chúng con cứ nhắm mắt lại và giữ im lặng. Và nếu như mà đẹp biết bao khi mà các bạn mà đang ở trong các trại mà chúng con âm thầm các con về đây nữa thì tuyệt vời biết mấy. Cha rất là thương hại mấy anh MC. Anh phải... Hôm nay là có lẽ là cha đặc trách giới trẻ, cha chỉ sợ là anh đứt cái gân cổ này thôi. Ở phía đằng sau đầu của cha đó là vẫn có người nói, cha không thích nói gì cái giờ này hết á. Đằng sau phía đầu nhà thờ của cha vẫn nghe thấy. Cha thì cha có một cái tật xấu là phải thật im lặng cha mới làm việc được. Còn bình thường mà không ý thức thì cha không làm được. 30 phút thôi. Bây giờ các bạn ở phía bên kia xin ban tổ chức là chúng ta sẽ không nói chuyện. Nếu nói chuyện thì đi ra ngoài khuôn viên hoặc là vào phòng kín để bàn bạc. Còn tất cả các bạn là bây giờ hiện tại chúng con nhắm mắt lại và giữ im lặng để tra vào đề tài nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Đồng ý phải không ạ? Rồi bây giờ chúng con nhắm mắt lại, chúng con tưởng tượng cho ta. Chúng con tưởng tượng cho cha thế này. Người khác nghĩ thế nào về tôi? Chúng con cứ thử nói ở trong lòng của mình. Người khác, người ta nghĩ thế nào về tôi? Chúa Giê-xu đã từng hỏi các môn đệ rằng các con có nghe thấy người ta bảo thầy là ai hay không? Đến bây giờ đến phần chúng con. Người ta bảo tôi là ai? Rồi điều thứ hai chúng con nghĩ thế này. Thiên Chúa nghĩ thế nào về tôi? Thiên Chúa nghĩ thế nào về tôi? Và câu thứ ba, tôi nghĩ thế nào về tôi? Tôi là ai? Rất quan trọng chúng con nha. Cha muốn chúng con phải làm lại cho cha một lần nữa. Người ta bảo tôi là ai? Người ta nghĩ tôi thế nào? Tôi nghĩ là bạn nào đến sau thì tôi nghĩ rằng đề nghị ngồi phía cuối chứ không lên trên ngồi làm ảnh hưởng đến người khác. Cha rất là thích cho làm việc, dù là 3 phút làm việc thôi nhưng phải cực kỳ nghiêm túc. Những bạn nào mà đến sau á, thì xin vui lòng ở bên dưới. Không có khúm đúm đi như vậy được, nhục lắm chúng con ạ. Vì mình không có dám ngẩng mặt lên với mọi người khi mà mình sống nghiêm túc. Cha muốn đặt lại, cha muốn chúng con nhắm mắt lại. Và chúng con hỏi người ta bảo tôi là ai? Thiên Chúa nghĩ thế nào về tôi? Và
tôi nghĩ thế nào về chính mình. Người ta bảo là tuổi trẻ là năng động, là hoạt bát. Đúng rồi, cái đấy là đúng. Nhưng mà cái hoạt bát quan trọng nhất, cái năng động hoạt bát nhất đó là cái năng động của khả năng trong im lặng, trong thinh lặng và trong tâm hồn. Để tập cho mình một cái tâm hồn cực kỳ năng động, cực kỳ nhạy bén, cực kỳ hoạt bát. Và khi mà chúng ta đã có một cái tâm hồn nó nhạy bén, nó năng động, nó hoạt bát, mà cái hoạt bát đấy, cái năng động đấy nó chỉ có được sức mạnh ở trong một con người biết im lặng, và nhất là một con người hướng lòng lên Chúa mới là một con người mạnh. Sau đó là trong lòng của chúng ta đầy tràn Chúa rồi, đầy tràn tình yêu, đầy tràn tình mến, lúc đấy nó mới trào ra bên ngoài qua những hoạt động của chúng ta. Để cái đề tài mà hôm nay chúng ta sống với giáo hội Hoàn Vũ, củng cố sự hiệp thông, cùng nhau củng cố sự hiệp thông, mà chúng con lấy đề tài là hiệp hành trong tin và trong mến. Không biết là trong mấy chục phút ngắn ngủi như thế này, không biết là cha có gợi ý cho chúng con điều gì không, nhưng mà cha muốn đặt một câu hỏi rằng cho chúng con, khi chúng con đi về gặp cha hôm nay mấy chục phút á, chúng con về nhà chúng con nhớ mỗi một câu thế này thôi: Thiên Chúa có dám hãnh diện về tôi hay không? Thiên Chúa có dám hãnh diện về tôi hay không? Chúng con về nhà chúng con hỏi ba và hỏi mẹ của chúng con ở nhà đấy, bảo ba mẹ ơi, ngày mà chúng con được sinh ra đấy, ba với mẹ nghĩ thế nào? Ba có vui không? Mẹ có vui không? Các ngài vui lắm chúng con ạ. Khi mà chúng con cất tiếng khóc e oe chào đời đó, là các ngài vui lắm. Các ngài vui vô cùng, bởi vì đã có một con người xuất hiện. Và bắt đầu cái người mẹ nuôi con, nắm cái bàn chân, nắm cái bàn tay, ước mơ một ngày nào đó con của mình nhá, trở thành những vĩ nhân. Bà vừa bế con, vừa cho con ăn và vừa ước mơ, rồi trong lòng của mẹ, người mẹ thầm thĩ cầu nguyện. Con mạnh khỏe là các ngài thích lắm rồi. Người cha đi làm lụng vất vả, ướt đẫm mồ hôi, thế rồi quên đi tất cả bản thân của mình, biết làm sao có được một chút kinh phí, có một chút kinh tế, cơm ăn áo mặc cho con để củng cố gia đình. Và các ngài chỉ ước mong làm sao con của mình nó có một cái mái nhà hạnh phúc, có cha và có mẹ ở nơi đấy. Các ngài nhìn thấy chúng con lớn lên từng ngày, các ngài vui lắm. Cho đến một ngày nào đấy, khi chúng con thành công đó, các ngài dường như quên hết tất cả các cái nhọc nhằn hy sinh. Và đấy mới là niềm vui của các ngài. Đấy là kinh nghiệm về cuộc đời này. Kinh nghiệm về cuộc đời này là như thế. Thế thì còn Thiên Chúa thì thế nào? Thiên Chúa là cha của chúng ta. Ngài rất là vui và ngài hãnh diện khi chúng ta hiện hữu. Và ngài nhìn từng người chúng ta một, ngài nói đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ngài nhìn vào chúng ta, từng người một chúng con ạ, mà ngài nói như vậy đấy, đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Và ngài vui lắm, ngài thích lắm. Và ngài cũng có một ước mơ. Và nhất là ngài dám khoe chúng ta với đối thủ của ngài. Cha dám nói mạnh như vậy, ngài dám khoe chúng ta với đối thủ của ngài. Chúng ta có dám để cho Thiên Chúa khoe chúng ta với đối thủ của ngài không? Kẻ thù của Thiên Chúa là ai chúng con biết không? Ai? Kẻ thù của Thiên Chúa là ai? Ma quỷ. Kẻ thù của Thiên Chúa là ma quỷ. Bởi vì ma quỷ nó chống lại ngài. Mình có thể nói như thế để cho nó dễ hiểu thôi. Thế thì khi mà có một lần Satan, ma quỷ, nó đến trước tòa Thiên Chúa cùng với con cái của ngài như vậy, Thiên Chúa mới hỏi Satan là ngươi từ đâu đến? Bảo tôi đi rảo khoanh trái đất, đi khắp đó đây. Thế Chúa mới nói thế này: thế thì ngươi có nhìn thấy tôi tớ của ta là ông Gióp không? Một con người vẹn toàn. Chúng ta để ý cái câu mà Thiên Chúa nói với ma quỷ nha. Thiên Chúa khoe mà, khoe ông Gióp với ma quỷ. Ngươi có thấy không? Ông Gióp tôi tớ của cha, của ta, một con người vẹn toàn, một con người kính sợ Thiên Chúa và một con người biết yêu mến Thiên Chúa và
đẹp đẽ trong tất cả mọi sự. Ma quỷ nó không thấy, không nói là nó có ông đồng ý với Thiên Chúa như vậy không, nhưng mà nó nói thế này: tại vì Ngài chúc phúc cho nó đấy, chứ bây giờ mà Ngài lấy hết tất cả của cải của nó đi là nó sẽ nguyền rủa Thiên Chúa ngay. Nó nguyền rủa Ngài ngay. Và Thiên Chúa bảo: ngươi cứ đi mà làm như cái gì mà ngươi nghĩ, nhưng nhớ nha, mạng sống của nó là ngươi không được đụng vào. Thế thì ở trong Thánh Kinh kể lại ông Job là một người rất là giàu có. Ông giàu có lắm. Ông có tới 3.000 chiên bò này, 500 con lừa này, 500 con lừa cái này, 10.000 con bò đấy chứ, còn 3.000 chiên với lại dê. Như vậy là ông giàu có lắm. Con cái của ông 7 đứa con trai, 3 đứa con gái, như vậy là 10 đứa con. Có nghĩa là con số rất là nhiều chứ không phải là con số bằng đó. Thế thì ma quỷ nó đến, nó hỏi Chúa như vậy. Nó trả lời Chúa, nó hỏi, nó nói với Chúa như vậy, Chúa cho phép nó làm cho ông ấy đau khổ. Thế là ma quỷ nó đi, nó hành hạ ông Job bằng cái cách như này. Vào đúng cái hôm đấy, liền một lúc ông đang ngồi trong nhà như mọi khi bình thường, thì một đứa nó chạy về, nó nói bảo: ông ơi ông, đầy tớ của ông và tất cả chúng tôi đang gặt lúa ngoài đồng, cái tự nhiên đang chăn chiên chăn cừu ngoài đồng, tự nhiên có một đám cướp nó vào, nó cướp hết tất cả chiên cừu, nó giết hết tất cả các đầy tớ, còn mỗi một mình tôi sống sót chạy về đây báo cho ông. Nó còn đang nói thì một đứa nó chạy vào bảo là một đám đầy tớ đang gặt lúa ngoài đồng, tự nhiên có lửa từ ngoài sa mạc chạy vào cháy hết, thiêu rụi và giết hết chết tất cả những người đầy tớ của ông. Nó còn đang nói thì một người nữa chạy vào bảo: con trai con gái của nhà ông đang ngồi ăn uống ở nhà anh cả, tự nhiên có một cơn gió đánh sập nhà chết hết tất cả mọi người, còn mỗi một mình tôi sống sót, tôi về tôi báo cho ông. Có nghĩa là nó dồn dập tất cả những cái đau khổ như vậy nó giáng cho người ông Job. Và Thánh Kinh kết luận làm sao chúng con biết không? Khi mà ông Job ông nghe cái tin đấy và ông ấy cởi áo mình ra, rắc cho trên đầu, ông thống hối, ông nói thế này: thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi trở về đất cũng trần truồng. Chúa ban cho, Chúa lại lấy đi. Xin chúc tụng Đức Chúa. Và Thánh Kinh kết luận, trong tất cả mọi sự, ông Job không có hề than trách và kêu trách móc Thiên Chúa bất cứ một điều gì. Không kêu trách bất cứ một điều gì trong tất cả mọi sự đấy. Và ông cầu nguyện rất hay: thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi trở về đất cũng trần truồng, Chúa ban cho, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Chúa. Thế là ma quỷ nó lại đến tòa Thiên Chúa một lần nữa. Thiên Chúa bảo: ngươi thấy chứ, xui dại ta để ta cho phép ngươi hành hạ nó như vậy mà nó có nguyền rủa gì ta đâu. Thế là ma quỷ nó bảo: không, phải da đổi da, thịt đổi thịt. Ngài mới đánh vào của cải của nó thôi, là cái bên ngoài nó đó. Bây giờ Ngài cứ đánh vào trực tiếp da thịt của nó nguyền rủa Ngài ngay. Thiên Chúa bảo: được, ngươi thích thì ngươi đi làm, nhưng mà nhớ nhé, mạng sống của nó thuộc về ta, ngươi không được đụng vào. Thế là ma quỷ nó đến, nó giáng cho ông Job một cái loại bệnh lở ghẻ từ gót chân cho tới đỉnh đầu, đến cái mức độ ông ngứa để mà gãi là phải lấy cái mảnh sành con ạ, gãi vào. Ra ngoài cánh đồng, ngồi trên cái ụ đất, ngồi trên đống tro để gãi, không ai thèm đến với ông nữa. Bà vợ nhà ông thấy như vậy là bà ấy bảo: ông phải nguyền rủa Thiên Chúa của ông đi chứ, tại sao Thiên Chúa đã làm cho ông như vậy mà ông lại còn cứ thờ phượng Thiên Chúa. Ông ấy nói thế này: bà ơi, mình biết đón nhận ơn lành của Thiên Chúa, còn điều giữ mình lại không biết đón nhận hay sao? Mình biết đón nhận ơn lành của Thiên Chúa và mình không biết đón nhận cái điều mà không lành hay sao? Trong tất cả mọi sự, Thánh Kinh kết luận, ông không hề mở miệng than trách bất cứ một điều nào. Ông cho. Và có nhà thần học, người ta kết luận thế này: Thiên Chúa đã để cho ma quỷ thử làm hại ông Job để ông Job có cơ hội bày tỏ công khai cái sự vâng phục thánh ý của Thiên Chúa ở trong cuộc đời của ông. Để vâng phục thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời của ông ấy. Vì Thiên Chúa là chủ mà, Ngài muốn làm gì, Ngài muốn sao nên vậy. Và
ông Thiên Chúa đã hoàn toàn tin tưởng ông Gióp. Ngài hoàn toàn tin tưởng ông Gióp, cho nên Ngài cho phép ma quỷ nó hành hạ ông ấy để cho chính ma quỷ phải xấu hổ, phải bẽ mặt. Thiên Chúa hoàn toàn tin tưởng ông ấy, cho nên là ma quỷ nó hành hạ ông ấy. Và chính vì thế mà ma quỷ nó bị bẽ mặt về cái sự tốt lành, trung thành, yêu mến Thiên Chúa của ông ấy. Thiên Chúa dám khoe ông Gióp trước mặt ma quỷ. Thấy không? Một người vẹn toàn ở đây có nghĩa là không thiếu bất cứ một mặt tốt lành, thánh thiện nào. Một người kính sợ Thiên Chúa, vẹn toàn. Ông Gióp, ông ấy đã không có để cho Thiên Chúa thất vọng. Bây giờ đến lần cha với lại chúng con có dám để cho Thiên Chúa khoe chúng ta trước mặt mọi người không? Mình có dám không? Mình có dám để cho Thiên Chúa khoe với tất cả triều thần thiên quốc và trên thế giới này, trên vũ trụ này, Ngài khoe cha với chúng con ở đó? Một con người vẹn toàn, biết kính sợ, yêu mến Thiên Chúa, có dám không? Chúng con biết là sau này đấy, Thiên Chúa phục hồi lại cho ông Gióp tất cả mọi cái đều gấp đôi. Con cái, nhà, cửa, tất cả cái gì của Thiên Chúa gấp đôi. Thực ra thì cái ngôn ngữ của Thánh Kinh chúng ta hiểu đó là cái gấp đôi ở đấy. Tức là Thiên Chúa ban cho ông nước trời, ban cho ông nước thiên đàng, mặc dầu Cựu Ước không có nói rõ như vậy. Nhưng mà nó là một cái hình ảnh tiên báo, cái gấp đôi của cải những cái gì mà ông ấy bị Satan nó làm mất đi á. Thì tất cả vì cái lòng yêu mến của ông, trung thành của ông ấy, tức là Thiên Chúa, nó là cái ngôn ngữ biểu tượng để nói ban cho ông ấy gấp đôi, tức là nhiều vô cùng có. Đó là hạnh phúc thiên đàng, hạnh phúc ở với Chúa. Mình phải hiểu cái ngôn ngữ của Thánh Kinh là như vậy, mà Cựu Ước thì không nói rõ như thế. Là hình tượng mà. Thế thì cha muốn lặp lại với chúng con, có dám để Thiên Chúa ban lại cho chúng con gấp trăm lần không? Mà khi Thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu rằng: lạy thầy, thầy thấy ông con bỏ mọi sự để mà theo thầy ấy, thì con được cái gì? Chúa Giêsu nói rằng: không có phải là chúng con bỏ mọi sự, không những ở đời này và ngay cả, không những chỉ ở đời sau và ngay cả đời này, được gấp trăm lần cái gì mà chúng con thấy và chúng con đang có đấy. Dám hãnh diện không? Chúng con một câu hỏi nữa, cha vẫn đặt lại cho chúng con câu hỏi, đó là chúng con có dám để cho Thiên Chúa khoe chúng con không? Trước mặt mọi người không? Thế thì bây giờ làm cái cách nào mà để cho Thiên Chúa hãnh diện về chúng con, bố mẹ của chúng con hãnh diện về chúng con, hội thánh hãnh diện về chúng con? Có một vị thánh rất trẻ bằng đúng tuổi của chúng con luôn. Đố ai biết cha định nói về vị thánh nào? Mới phòng thánh ngày mùng 10 tháng 10 năm 2012, trẻ lắm. Ai giơ tay nói? Con nói cha cái. Tuyệt vời vô cùng, ok. Ôi tuyệt vời quá, rồi có ai không? Cha chưa, con tuyên bố lên xem bạn nói đúng rồi. Ai, ai, rồi con. Rồi một, hai vị nói đúng rồi, cha chưa có công bố lên để có ai dưới đây nói không? Mới phòng thánh sớm lắm, mới, chúng con biết không? Từ khi mà Ngài mở mắt chào đời cho đến lúc Ngài được giáo hội tuyên phong lên bàn thờ, 29 năm thôi. 15 năm sống ở trên cõi đời này, và chỉ có 14, 15 năm sau khi chết được giáo hội tôn vinh. Tức là từ khi chết cho đến khi được giáo hội tôn vinh lên bàn thờ, 29 năm mà. Mà Ngài sống vào cái thời gian của chúng ta ở đây. Ngài sinh ngày mùng 3 tháng 5 năm 1991, gần không chúng con? Quá gần đấy chứ, có ai sinh năm 91 đây không? Giơ tay cha coi. Cha nghĩ là có chứ nhỉ. Rồi, và Ngài mất đây này, Ngài mất ngày 12 tháng 10 năm 2006. Có ai sinh năm 2006 ở đây không con? Có hả? Đấy, vào giữa năm mà Ngài mất thì con được sinh ra, hạnh phúc vậy đấy. Cha thì không. Cha sinh năm 1973 cơ. Đấy. Ngài chỉ có 15 năm sống ở trên cuộc đời và làm cho Thiên Chúa dám khoe Ngài trước mặt tất cả mọi người với vũ trụ này, và giáo hội hãnh diện về Ngài. Cảm ơn hai bạn, cảm ơn hai con đã nhớ cái vị thánh đấy. Hôm nay cha muốn nói với chúng con về cái vị thánh đấy.
Ngài sinh ra ở trong một gia đình, xin lỗi, con xin lỗi ông bà, ông cố một tí. Đây là cha không có đến gia đình đấy thăm, cha cũng chưa được đến đấy bao giờ. Có những dịp sang Roma nhưng mà chưa có cái dịp đến chỗ này. Vì có lịch đến nhưng mà cha chưa có đến được. Gia đình không có phải là một gia đình đạo hạnh giống như gia đình của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Người mẹ rất là khiêm tốn, bà cố thú nhận thế này. Từ ngày mà tôi có trí khôn cho đến khi tôi sinh ra cháu bé Carlo Acutis, tôi mới đến nhà thờ 3 lần. Thứ nhất là ngày tôi rửa tội, thứ hai ngày tôi thêm sức, thứ ba ngày tôi làm lễ cưới. Thì như vậy là chúng con biết phải không? Nhưng mà Chúa ban cho ngài cái ơn rất là đặc biệt. Sống 15 năm ở trên cuộc đời này và ngài đã sống một cái cảm nghiệm về cái sự sống của Thiên Chúa. Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Ngài, cái ngày lễ phong thánh của ngài á, thì không có được đông người đến tham dự, bởi vì là do đại dịch Covid-19, cho nên không có nhiều người đến tham dự. Nhưng mà trên toàn thế giới đều theo dõi cái lễ phong thánh đấy. Và người ta bảo có lẽ là cái lễ phong thánh đấy nhiều người biết đến nhất trong lịch sử của hội thánh. Và cha nói thú thật với chúng con là khi mà nhìn đến cái đọc về hạnh của ngài ấy, làm cho cha rất là ngỡ ngàng. Rồi cái cách của chân phước Carlo Acutis, ngài để cho Thiên Chúa hãnh diện về ngài và để cho hội thánh hãnh diện về ngài là như thế này nè. Ngài có một cái tâm hồn khao khát Thiên Chúa ngay từ nhỏ. Ngài có một cái tâm hồn khao khát Thiên Chúa ngay từ nhỏ. Lần chuỗi măn côi ngay từ nhỏ và không bỏ bất cứ một ngày nào. Cha muốn chúng con học cái cách của ngài thể hiện trong đời sống bình thường của ngài. Ngài từ khi rước lễ năm 7 tuổi, xưng tội rước lễ lần đầu năm 7 tuổi, ngoại trừ những khi bệnh tật thôi, không bỏ lễ một ngày nào cũng tham dự thánh lễ và lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Yêu mến các nơi thánh, nơi mà ngài muốn đi đó chỉ hành hương đến Assisi, tức là nơi đền nhà thờ, đền thờ mà kính Thánh Francisco Assisi á, và nơi thích chỉ thích đến các nơi thánh thôi. Rồi yêu mến các thánh, khao khát Thiên Chúa này, lần chuỗi măn côi ngay từ nhỏ này, và nếu như có muốn đến thì chỉ đến những nơi thánh này, đến những nơi thánh và yêu mến các thánh, đặc biệt là ngài yêu mến bí tích thánh thể, đặc biệt yêu mến bí tích thánh thể. Và bằng đấy cái điều này, thứ nhất là khao khát Thiên Chúa, chúng con cố gắng nhớ giùm cha một tí, khao khát Thiên Chúa này, lần chuỗi mân côi ngay từ nhỏ và không bỏ ngày nào, không có ngày nào là không đến nhà thờ để tham dự thánh lễ. Yêu mến những nơi thánh, nơi mà ngài hành hương đi ấy, không phải là đi lên công viên nước hay là đi chơi ở đâu, mà là những nơi thánh. Ngài chỉ thích đến đấy thôi. Yêu mến các thánh, nhất là ngài yêu mến bí tích thánh thể và sùng kính Đức Mẹ. Và cái chương trình của ngài ấy, ngài đề cao ra, vạch ra trong suốt một đời sống, chúng ta mới thấy ấn tượng của ngài bằng này. Thứ nhất, đó là ngài đề cao ý nghĩa của cuộc đời và tìm cách sống tốt. Ngài tìm ra đề cao ý nghĩa của cuộc đời và tìm cách sống tốt. Bây giờ cha mới hỏi chúng con biết là ý nghĩa cuộc đời của chúng ta là cái gì? Rất quan trọng thưa chúng con. Ngày hôm nay rất nhiều người trẻ mất định hướng đi cuộc đời của mình. Chán quá, chả biết làm cái gì, đưa cái iPad và đưa cái iPhone ra. Và cứ như thế, TikTok nó cuốn hút chúng con, Facebook nó lôi chúng con đi ở một cái thế giới ảo, và quên đi học hành, quên đi bổn phận của mình. Và nếu như ai mà bảo rằng chúng con đừng sử dụng những cái đấy nữa, thì lúc đấy chúng con giận dữ, chúng con khóc lóc. Và những cái đấy nó đánh mất đi chúng con. Xin lỗi, bây giờ cha đang phải là
không có dám nói chữa, nhưng mà cha đang phải chữa cho mấy em bị mắc cái bệnh điện thoại. Đầu lúc nào cũng lơ ngơ như thế này này. Mới cũng lớp 7, lớp 8 gì đấy rồi, nhưng mà trí khôn bình thường ở bên ngoài chỉ giống như là một em lớp 2, lớp 3. Nhưng mà cứ đưa cho cái điện thoại là sáng mắt, là tỉnh táo vô cùng. Đó là cái tay có nghĩa là nó điêu luyện vô cùng. Cha chịu thế, rất là nhanh. Nhưng mà bỏ cái điện thoại đang cái là thôi amen, tất cả mọi cái trở về mo. Mà bây giờ cha đang phải chữa mấy cái người đấy. Tự nhiên mất đi định hướng. Ở trong này ai có cái đấy không ạ? Thế để có cái mất đi định hướng về vấn đề học hành của mình, cô giáo bảo hãy viết một đoạn văn về người mẹ. Thế là bảo ba cho con mượn điện thoại để con học bài. Học cái kiểu gì biết không? Gõ trên Google đấy, ông thánh Google gõ cho là bài văn viết về mẹ. Thế là chị ta viết rét giống như trong đấy lên nộp bài cho cô giáo, mà trong đầu chẳng nghĩ bất cứ một cái gì cả. Có ai có trong này không ạ? Cho thấy cười hơi nhiều đấy nhá. Bị mất đi ý nghĩa của cuộc đời, và chúng con chỉ ăn sẵn tất cả những cái đấy. Mà chân phước các lô acoustic sử dụng phương tiện internet truyền thông hoặc là hai stack ấy, để loan truyền về Thiên Chúa, về bí tích thánh thể. Chúng ta dùng ngược lại, là chúng ta dùng cái đấy để nó giết chết bản thân của mình, giết chết tương lai của mình. Đang khi các lô acoustic thì lại dùng cái đấy để tôn lên cái vẻ đẹp mà Thiên Chúa ban cho. Ngài đã tìm ý nghĩa của cuộc đời và tìm mọi cách để sống tốt nhất, cho nên Ngài đã tuyên bố thế này: cha muốn chúng con thuộc cái này. Chương trình sống của tôi là luôn luôn kết hợp với Chúa Giêsu. Chương trình sống của tôi là luôn luôn kết hợp với Chúa Giêsu. Trái ngược lại với những cái người á mà chỉ có biết sống cho chính mình thôi, không còn biết đến ai nữa, nhất là quên cả Thiên Chúa. Không phải là tôi mà là Chúa. Làm bất cứ một công việc gì, Ngài tâm niệm, dạ không phải là con mà là Chúa. Rồi hãy tìm Thiên Chúa và bạn sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc đời. Chúng con hãy nhìn lại, mặc dù chúng con còn rất trẻ, nhưng mà ngày hôm nay chúng con bị cái này lôi kéo chúng con nhiều quá. Nó lôi chúng con mất hết đi rồi. Bây giờ trong này có ai có không có giơ tay cho coi. Ai không có cái điện thoại giơ tay cho coi, có ai không có không? Chắc không thấy ai giơ tay ấy, một có một vài giơ tay là không có. À, cha muốn hỏi là ai không có để tí lên đây cha cho, mà hầu như chúng con có hết rồi. Bây giờ bắt đầu giơ tay là khuya rồi, Lượm ơi, khuya rồi. Ai chúng con cũng có mà sử dụng nó khác với lại chân phước acoustic. Rồi cái thứ hai của Ngài đó là Ngài sống theo một cái nghĩa khẩn trương, theo cái nghĩa tích cực. Có nghĩa là khẩn trương trong cuộc sống đấy. Mỗi một giây phút trôi qua là mất đi. Mỗi phút trôi qua là mất đi mỗi phút để nên giống Chúa. Tức là mỗi một phút trôi qua là Ngài lại càng ngày càng yêu mến Thiên Chúa. Cái này có dễ làm không chúng con? Cái này có dễ làm không? Cha nghĩ là dễ làm. Chúng con sống theo cái cách của Ngài đấy, nó dễ lắm chúng con ạ. Không để một giây phút nào mất lòng Thiên Chúa cả. Dù anh em ăn, dù anh em uống, dù anh em ngủ nghỉ, dù anh em chơi, anh em hãy sống ở trong Chúa. Không biết là chúng con có dám sống cái kiểu mà của chân phước các lũ acoustic không? Không một giây phút nào mà Ngài phạm tội, dù là một cái tội nhỏ, để Ngài làm mất lòng Thiên Chúa. Đó là cái cách của Ngài. Ngài có một lòng khâm phục. Ngài có một tình yêu nồng nhiệt đối với bí tích thánh thể. Ngài nói thế này: xa lộ lên thiên đàng của tôi đó, xa lộ lên thiên đàng của tôi là bí tích thánh thể. Ở trong này chúng con giơ tay cho coi, có người nào mà ngày nào cũng đi lễ giơ tay cho coi. Cảm ơn Chúa, cái này còn giơ tay nhiều hơn là có điện thoại nữa. Tuyệt vời vô cùng chúng con. Tuyệt vời vô cùng. Ngày xưa mà cha có muốn đi lễ, không có lễ để mà giữ đâu, vì không có cha. Ngày hôm nay Chúa thương cho chúng ta có rất nhiều linh mục đến ở với chúng con, cho nên chúng con có một cái cơ hội gần
để có một cái cơ hội gần để chúng con đến với thánh lễ. Và chính vì có thánh lễ như thế mà Acutis đã không có bao giờ ngày bỏ họ, không có bao giờ bỏ ngày nào cũng đi tham dự thánh lễ. Và Ngài đã yêu dùng cái bí tích thánh thể như là một con đường, một cái phương tiện, như là cái xa lộ để Ngài bước vào thiên đàng. Và Ngài rất yêu mến các thánh, yêu mến Đức Mẹ. Ngài mở cái internet của Ngài ra đó, cái việc đầu tiên mà có thể Ngài dùng đó, là Ngài xem hôm nay là ngày giáo hội kính thánh nào, và Ngài đọc gương của các vị thánh đó ở trong ngày, và để Ngài bắt chước Ngài theo. Và có những vị thánh Ngài theo gương để Ngài sống. Và cuộc đời của Ngài chỉ có chìm ngập lại ở trong Thiên Chúa mà thôi. Chúng con biết á, tất cả các cái sự phương tiện và cái khôn ngoan á, mà con người có thể hiểu biết được, nó phải dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Ấy thế mà có những con người, cha nói rằng con có đi học giáo lý không? Con có đi lễ không? Con có đi đọc kinh không? Dạ thưa cha, con mắc đi học. Nó bị ngược nhá. Tất cả những cái trí tuệ, sự hiểu biết và kiến thức của chúng ta đó, là chúng ta dùng cái đấy để nó phải dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, thì cái đó mới là khôn ngoan. Nhưng có rất là nhiều người thì lại dùng cái trí tuệ của mình nhé, nó giống như kiêu ngạo để chống lại Thiên Chúa, bảo rằng khoa học ngày hôm nay thay thế cho đức tin, để xin lỗi đi. Kiến thức của con người là phải dẫn tới Thiên Chúa, nhưng chúng con thì lại bảo thưa cha, con mắc học cho nên con không có đi lễ, con không đi học giáo lý được. Làm sao mà chúng con có thể để cho Thiên Chúa khoe chúng con giống như ông Gióp á, được Chúa khoe với Satan đó. Tôi tớ của ta nó vẹn toàn. Con người chỉ khi nào mà vẹn toàn là con người dám sống cho Thiên Chúa. Chân phước các lô Acutis đã dạy cho chúng con cái bài học đó. Cái bài học đó là chỉ khao khát Thiên Chúa, sống cho Thiên Chúa, và mỗi một phút giây qua đi là Ngài cảm thấy giống như là mình, giống như là mình phải làm. Mỗi một phút giây nào đó là Ngài sống, nó trọn vẹn cho Thiên Chúa và gần Thiên Chúa hơn. Không biết là chúng con có bao giờ chúng con nghĩ đến cái ước ao, khát khao nên thánh của mình không? Có không ạ? Có phải không? Và bây giờ chúng con có giữ cái lửa đấy cho nó mãi mãi được không? Có hả? Tốt quá. Không nhất thiết là chúng con phải đi tu. Không có nhất thiết nha. Chúng con đừng có tưởng là cứ nghĩ là những người đi tu với là những người nên thánh. Chúng con sống ở một đời sống gia đình, đời sống tu trì, hay là bất cứ một cái ơn gọi nào, nó là phương tiện để giúp cho chúng con nên thánh. Và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói thế này: chúng con hãy gieo vào trong lòng của mình và đừng có bao giờ từ bỏ ước mơ nên thánh. Ngài luôn luôn Ngài nhắc cho giới trẻ như thế. Cha muốn lặp lại cái lời đấy của Ngài với chúng con. Và chúng con là những người trẻ vừa bằng cái độ tuổi của chân phước các lộ Acutis. Cha muốn chúng con giờ có nhiều phương tiện là cha chỉ là người gợi ý thôi, để về nhà chúng con tìm lại và tìm hiểu về cuộc đời của Ngài. Và chúng con sẽ thấy có đầy dẫy những cái sự thán phục. Mới có 15 tuổi mà Ngài trở thành một bậc thầy của thế giới. 15 tuổi là bậc thầy của thế giới, có nghĩa là Ngài trở thành một bậc thầy để dạy cho người khác về lòng yêu mến Thiên Chúa. Ngài dạy cho người khác về cái cách mà kính mến Thiên Chúa như thế nào. Mới có 15 tuổi thôi, bằng tuổi của chúng con. Có một cái thông điệp của Đức Thánh Cha. Một cái Đức Thánh Cha đó là Christus. Visit, cha bị quên mất cái thông điệp đấy của Ngài. Đức Thánh Cha dùng tới 3 cái đoạn văn dài để nói về Ngài. Và bây giờ chúng con cha ở trên, nếu chúng con biết tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Pháp, biết tiếng nước ngoài á, chúng con tra lên á, người ta thống kê là có khoảng tầm mấy ngàn cái trang web để nói về Ngài. Facebook với lại blog chỉ là không thể tính được. Và có hàng ngàn ngàn các bài báo viết về Ngài. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì chỉ những người nào
mà dám sống cho Thiên Chúa và dám sống cho anh chị em của mình, thì những con người đấy mới là một con người vĩ đại. Chúng con hãy gieo vào trong lòng của chúng con cái ước mơ lành thánh mà của chân phước Carlo Acutis mà hôm nay cha muốn chia sẻ với chúng con. Ai có câu hỏi nào không chúng con? Ai có câu hỏi nào không ạ? Hết giờ chưa cha Tiến? Còn 10 phút nữa hả? Vâng, còn 10 phút nữa cha muốn để cho chúng con có đặt câu hỏi ạ. Ai ạ? Không có câu hỏi nào á hả? Hỏi cha dễ lắm cha, chúng con à. Hỏi cha không có mất cái gì hết á. Chúng con hỏi người khác là mất trầu cau, hỏi cha không cần trầu cau. Chuẩn bị cho cha một cái mic coi ai có hỏi cái gì nhỉ? Giơ tay, trời đất ơi. Con, ok, đưa chuyển mic dùm cha cái. Không, mình phải sống thật thà chứ. Con giơ tay hộ bạn nhưng mà con phải trả lời. Cha biết mà. Đúng không? Không á hả? Ô, cha đang chờ câu hỏi của chúng con mà. Bạn đằng sau con ạ, bạn đằng sau thầy ạ. Đấy, bạn đấy. Con cứ đưa, anh cứ đưa cái micro cho bạn đấy. Bạn dám hỏi mà. Rồi. Ôi hỏi cha con an tâm, không phải trầu cau mà vui vẻ thoải mái, tôi hỏi cái gì cũng được. Không có con bí quá, không có câu gì hỏi đấy. Hỏi thưa cha năm nay bao nhiêu tuổi rồi cũng không sao. Hỏi cha con cái nhà ai cha trả lời ngay. Cha năm nay cha năm bao nhiêu tuổi? Năm nay á? Theo như con nghĩ thì năm nay cha bao nhiêu tuổi? 973. Ô ai cũng khen này, dạo này nhìn thấy cha khỏe hơn là Đức cha Phêrô. Trẻ hơn Đức cha Phêrô. Rồi cha, theo con nghĩ là năm nay cha bao nhiêu? Đấy. Năm nay tròn 50 ạ. À tròn 50. Theo con nghĩ như vậy thôi, thì con cứ nghĩ như thế nào thì nó ra như vậy nhá. Không sao, cảm ơn con. Rồi, còn bạn nào nữa không ạ? Có khi nào mà đằng sau có người giơ tay đúng không? Ở trong một lớp học á, có một cô giáo, có tất cả các thầy giáo đến để dự giờ đấy, thì học môn lịch sử. Thế là thầy cô giáo mới hỏi rằng ai đã đánh thắng trận sông Bạch Đằng? Cả lớp 40 em, 50 em không ai dám, cứ cúi mặt như vậy. Ai đã đánh thắng trận sông Bạch Đằng? Cứ cúi mặt như vậy. Thầy giáo là cô giáo lúc bây giờ là càng ngày càng bực mình lên đấy, gõ bàn. Ai đã đánh thắng trận sông Bạch Đằng? Thế là có một em nó run quá, nó sợ quá, đứng lên giơ tay, từ từ giơ tay. Thế là cô giáo mới nói, đấy, thế không, cả lớp mình phải có bạn đấy, bạn ấy đến trả lời thay cho lớp mình chứ. Rồi, bây giờ em đứng em trả lời thay cho lớp là ai đã thắng trận sông Bạch Đằng. Bạn bảo, dạ, thưa cô, không phải em ạ. Thưa cô, không phải em. Chúng con... Cha cố ý là để giờ cho chúng con hỏi mà cha đâu có độc thoại từ đầu tới cuối. Bao giờ thì bắt đầu vào năm học chúng con ơi? Chúng con có cái kế hoạch gì vào trong năm học tới của chúng con ở đây không? Không có hả? Mùa hè vừa rồi chúng con có kế hoạch gì không? Chúng con nói cho cha với các bạn nghe thử coi. Cha có một bạn rất tuyệt vời, bạn ấy bảo là trong mùa hè này con sẽ học, không học cái gì khác nữa, một cái thôi, tập trung vào đệm đàn nhà thờ cho bằng được rồi thôi. Thế mà mới có được 2 tháng à, bắt đầu bạn đã đệm đàn cho nhà thờ rồi, bộ lễ Seraphim rồi những cái bài hát thông dụng, bạn đệm đàn ngon, vô cùng ngon luôn. Đấy là một kế hoạch tuyệt vời hay. Một bạn khác nói với cha rằng, thưa cha, con sẽ cương quyết không sử dụng điện thoại nữa. Nếu cần ấy thì con chỉ sử dụng cục gạch thôi. Và con đưa Zalo, cái số Zalo của bố mẹ con, nhà trường có gì thông báo cho được. Bố con phải có nhiệm vụ thông báo cho con biết là nhà trường thông báo cái gì. Con không sử dụng nữa để cho cái đầu óc của con nó rộng. Các bạn có kế hoạch gì không? Chia sẻ với cha, với các bạn coi. Mình còn giờ mà. Hả?
Có ai có ước mơ gì không? Ai? Con có thể nói mình ước mơ của mình về cái gì đi. Ô lạ nhỉ. Sao các nơi khác ấy nha, mà cái tên của mình gọi là giáo hạt thành phố, mà từ trước đến giờ cha đến đây cha cứ nghĩ là giáo hạt thành phố là nó phải văn minh lắm, nó mạnh mẽ lắm, mà tới đây nó không bằng mấy cái giáo hạt nhà quê. Mà cha đến chia sẻ họ mạnh dạn lắm, ở nhà quê hay là nhà quê họ không biết ngại đấy, họ muốn nói được cái chính kiến với can đảm của mình. Chúng con chết rồi. Con đúng rồi, xin cho cái micro lên đây dùm cha với. Ôi chà, và... Con từ từ, con cứ bình tĩnh nhá, con cứ an tâm. Sau khi con hỏi câu hỏi này là sẽ gợi ý cho được rất nhiều hỏi, các câu hỏi tiếp theo cho bà con. Cảm ơn con đã mở đường nhá, cháu biết mà. Rồi con hỏi. Thì lúc đầu tiên thì con có nghe thầy giới thiệu là cha rất giỏi và có rất nhiều bằng và cha đi rất là nhiều nước, thì con muốn hỏi cha về kinh nghiệm là để làm sao mà học giỏi được như cha. Cái người nào mà nói cha học giỏi ấy, là cái người đấy họ chưa biết về cha thôi. Thật. Chứ cha là cái người dốt nhất thiên hạ. Thật đấy. Nhưng mà để mà như theo như cha nghĩ đấy, và kinh nghiệm của cha đấy con ạ, để mà học giỏi đấy, để mà học giỏi thì có một cách duy nhất là gì chúng con biết không? Cha nghĩ, đúng rồi, con biết hơn cha rồi, cha khỏi trả lời. Một cái cách mà cha có kinh nghiệm muốn học giỏi đó là học. Nếu chúng con muốn học giỏi là học thôi. Chúng con biết là năm trước đây còn trẻ đó, mới có tuổi học sinh thì cha không có được học tiếng Anh. Gọi là ngày xưa cha học tiếng Anh là hệ 3 năm ở lớp 10, nhưng mà giống như chúng con đó mà học xong rồi rất như đừng học còn hơn, vì học xong đi sang bên Mỹ, sang bên Anh nhé, nó nói mình sai hết trơn, nói người ta chẳng hiểu. Nói xong cái người ta bảo anh nói cái gì đấy, mà không, tôi bên Việt Nam tôi nói giỏi lắm mà, nhưng mà sang nó không biết mình nói cái gì nữa, các cái âm của nó đấy. Nhưng mà sau đó là cha sang bên kia thì tính là như vậy, cha 46 tuổi hình như cha bắt đầu với chính thức học tiếng Anh nhé, chính thức với học tiếng nước ngoài sao vậy. Và cha bắt đầu cứ suốt ngày chống tay lên má thế này. Nó buồn ngủ quá, nó sợ cái đầu nó gục xuống cái này. Ông cao bá quát, ông luyện chữ đẹp ấy, thì ông để tóc dài. Và ông luyện chữ cho nó đẹp á, viết văn á, thì ông để tóc dài, ông buộc tóc trên xà nhà. Ông buồn ngủ gật cái về thì nó đau á, để ông tỉnh lên ông lại học. Còn cha thì cha chống như thế này. Và cha đọc, ví dụ như là một cái từ nào đó cha cứ đọc, cha đọc mấy trăm lần luôn. Một từ chẳng hạn như là chứ bây giờ chào buổi sáng chẳng hạn, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Đầu tiên đọc cho nó chậm lại, chẳng hạn như là hello, 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 mình chậm lại. Sau đó mỗi một từ như vậy cha đọc tức quá, cha đọc 3.000 lần cho mày biết, mà cuối cùng nói được. Và cái cách viết văn á, ngay văn tiếng Việt cũng vậy. Chúng con đừng có viết cái gì dài quá, chúng con chỉ cần viết ngắn một đoạn văn thôi. Mà chúng con quy định rằng bây giờ trong cái đoạn văn này tôi chỉ viết 5 câu thôi. Một câu mở bài, một câu kết luận và 3 cái câu văn ở giữa đó mình viết. Thí dụ như bây giờ chúng con viết như thế này này nhá. Thí dụ chúng con viết này, dễ nhất đó là viết về cha và về mẹ, vì chúng con viết bằng trái tim, chúng con cảm nhận được. Ví dụ mẹ tôi là một người phụ nữ rất là tuyệt vời. Thế tuyệt vời như nào nhá? Thì cái câu đầu tiên là như vậy. Thí dụ nhá, thì mẹ tôi tuyệt vời là hầu như cuộc đời của mẹ không còn nghĩ đến bản thân của mình nữa. Từ ngày mà mẹ lập gia đình với bố đấy, là trái tim của mẹ chỉ có 2 chữ gia đình. Từ 4 giờ sáng cho tới 2 giờ đêm, tất cả thời gian đấy mẹ dành cho bố tôi, cho gia đình tôi, cho các con của tôi. Mẹ đó đã để lại cho chúng tôi một cái mẫu gương, đó là câu thứ 4 này phải không ạ? Đấy, chính mẹ là cái sức mạnh để cuộc đời của tôi đi tiếp. Cha nói ví dụ như vậy, từng câu văn một. Nhưng mà đương nhiên là bây giờ nó đột xuất ra, cha không có nắn nót ra lại được. Nhưng mà chúng con phải tập cái cách từng ly từng tí một. Và giống như chân phước Acutis, không để bất cứ một thời gian nào trôi qua đi mà không đẹp lòng Chúa cả. Từng cái cách học của mình như vậy. Trong người lúc nào cũng có cái bút, có mảnh giấy
thời tiết của Việt Nam thì nó không cho phép, cho nên là chúng con đút cái đấy, như cha hay đút vào đấy một cái mong, cái cha lại không cầm ở đây cơ chứ, tại vì nóng quá cha mặc một cái áo này thôi. Cha có cái túi. Kia có một người giơ tay. Thầy chuyển mic cho. Vâng. Cha cứ kể chuyện, mà ai hỏi là giơ tay cha nhá. Rồi. Dạ con thưa cha là con xin hỏi cha về một chút về lịch sử ạ. Dạ con thưa cha là con có nghe qua một người và cũng bảo với con là có trong sách thì có một đoạn là con trai Thiên Chúa lấy con gái loài người. Thì con cũng không hiểu có thật sự chính xác không. Và trong sách của một người đấy cũng có bảo là có. À có con. Cảm ơn con. Ở trong sách Sáng Thế, cha nhớ không lầm thì đó là sách Sáng Thế chương 4. Có một cái đoạn văn nói rằng con trai Thiên Chúa lấy con gái loài người. Có cái đoạn đấy. Thế thì hiểu cái câu đấy như thế nào? Cái câu văn, câu kinh thánh đấy, đoạn thánh kinh đấy là một đoạn thánh kinh mà các nhà chú giải thánh kinh nói là một đoạn thánh kinh rất là bí nhiệm, rất là khó hiểu. Cho nên có một số nhà chú giải người ta giải thích như thế này. Phải tìm đến trong toàn bộ cái mạch văn của nó. Chương 1 và chương 2 nói về cái công cuộc Thiên Chúa sáng tạo. Mà chúng con biết mỗi một lần mà Thiên Chúa sáng tạo ra một cái gì đấy là Thiên Chúa đều nói. Thiên Chúa thấy mọi cái việc mà tay Ngài làm đấy. Và qua buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Ví dụ Thiên Chúa phán, hãy có ánh sáng, tức thì ánh sáng liền có. Thiên Chúa thấy việc tay Ngài làm tốt đẹp. Và qua một buổi chiều và một buổi mai, đó là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Có ngày thứ bảy không? Có chứ, nhưng mà ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Rồi, sau sang cái chương 3 của sách Sáng Thế là con người phạm tội vì ma quỷ cám dỗ Adam và Eva. Và bắt đầu từ cái tội đấy, cái tội nó kinh khủng lắm, càng ngày nó càng đi xuống. Ông bà Adam phạm tội xong đến con cái của ông bà ấy giết nhau. Và bắt đầu sang đến cái chương tiếp theo là Thánh Kinh diễn tả là cái tội nó kinh khủng quá, con người á. Tức là nó diễn dùng cái từ gọi là con trai Thiên Chúa lấy con gái loài người. Có nghĩa là con người nó trở lên một cái thế giới nó hỗn độn hết rồi. Diễn tả cái câu đấy, nó diễn tả hỗn độn hết rồi. Nó đảo lộn hết tất cả mọi sự. Và bởi vì họ nói rằng con trai Thiên Chúa là cái con đến để mà ở với những cái người mà những con người tầm thường. Nó không còn sống cái cao cả mầu nhiệm ơn gọi của con người nữa. Đấy là một đoạn văn bí nhiệm. Vừa rồi cha còn nhìn thấy một người nào đó giơ tay. Đâu rồi ạ? Nếu ai mà muốn học về lịch sử cứu độ thì cha nghĩ là đến thứ hai chúng con đi đến trung tâm ở An Lạc để chúng con học với giáo lý viên. Và cha đang dạy ở trên Zoom. Cha đang dạy ở trên Zoom. Nếu chúng con muốn vào học thì chúng con đăng ký, cha cho cái địa chỉ Zoom và chúng con vào. Cha giải thích cặn kẽ ở đấy. Rồi con. Rồi còn một bạn nữa giơ tay. Bây giờ bắt đầu giơ tay nhiều rồi đấy. Dạ con thưa cha, con xin hỏi một câu nữa. À. Là trong 33 năm giao giảng của Thiên Chúa, nhưng Ngài chỉ dành ra 3 năm để đi giảng trần thế. À. Vậy còn số thời gian còn lại Ngài đi đâu ạ? À, 30 năm á, Ngài đi đâu chị? 33 năm Ngài đi, 33 năm ở trần thế. Và Ngài dùng 3 năm để đi rao giảng. Vậy còn số còn gian còn lại thì Ngài đi đâu ạ? Ở nhân tiện ở đây ấy, thì cha cho con đi du lịch 3 điểm nhá. Ba bằng này cái điểm mà cha chia sẻ cá nhân một tí cái câu hỏi của con. Mỗi một buổi sáng khi cha mở mắt dậy á, là cha hay nói bằng này câu này. Bethlehem, Nazareth và Golgotha. Cha hay nhắc ba cái đấy trước khi cha thức dậy, trước khi cha dâng ngày cho Chúa, cha nhớ lại và cha đi du lịch ba điểm luôn. Bethlehem, Nazareth và Golgotha. Bethlehem có nghĩa là dạy cho chúng ta về sự từ bỏ. Từ bỏ Chúa Giêsu, từ bỏ Giáng sinh ở Bethlehem, Ngài đâu còn cái gì đâu, một Thiên Chúa mà lại bỏ chúng làm một con người, từ bỏ đi tất cả. Ở, hoặc là mình có hiểu nghĩa là nhiều ý nghĩa lắm, Bethlehem có nghĩa là nghèo khó,
bỏ đi tất cả mà. Rồi, sang cái tiếp theo ở Nazareth, tức là vâng phục. Suốt 33 năm, có thể người ta hiểu là Ngài ở tại mái gia đình Nazareth với Đức Mẹ, với Thánh Giuse, và ở nơi đấy, Ngài bày tỏ lòng vâng phục Thiên Chúa mà vâng thục loài người. Và cuối cùng là Ngài đến Golgotha, là Ngài hy sinh. Ngài chết đi cho chúng ta vâng phục thánh ý của Thiên Chúa với mọi người. Chúng con suy nghĩ dùm cha với nhá. Bethlehem, Nazareth và Golgotha. 33 năm Chúa Giêsu ở tại mái gia đình Nazareth con ạ. Thôi mình cứ hiểu như vậy nhá. Còn Ngài làm cái gì á, thì mai kia chúng con lên thiên đàng để hỏi. Còn trong Thánh Kinh không có ghi hết tất cả những gì Ngài làm. Bởi vì nếu ghi ra đó thì trời đất này không có sách để chứa được. Rồi, có một bạn nữ vừa mới giơ tay. Con giơ tay, bạn giơ tay lên. Đó, giơ tay cao lên. Mạnh mạo lên chúng con. Mạnh mẽ lên. Đấy. Con thưa cha, con xin hỏi là khi thành lập sứ đoàn, chúng con đã nhận Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần làm quan thầy. Và khi cha mới về, cha bảo là không nên nhận Thánh Tử Đạo làm quan thầy, mà hãy nhận mình máu Thánh Chúa làm quan thầy, vì nó gần gũi hơn. Với lại cha cũng không hỏi ý kiến của ai, và cha đã quyết định đổi luôn đổi luôn quan thầy. Thế cha như vậy có hợp ý không ạ? Cha nói thật với chúng con là cha làm linh mục 14 năm rồi mà cha chưa được đi coi sứ bao giờ. Cho nên riêng về cái lĩnh vực này để cha hỏi lại cha sứ của con nhá. Với lại cha về nhà cha hỏi cha Tuyên đó. Cha làm linh mục 14 năm này mà cha chưa được đi sứ bao giờ. Không được đủ điều kiện để đi sứ con ạ. Thế nên là hôm nào cha hỏi lại cha sứ của con nhá. Không, cha hỏi xong này con gọi điện lại cho cha để cha trả lời cho con được không? Nhá. Ok, cảm ơn con. Rồi bây giờ đến lần con trả lời. Con hỏi. Con thưa cha, con muốn hỏi là khi mà mình làm người lớn ấy, thì làm nào để mình yêu trẻ con và mình có thể khiến cho các em làm những cái điều đúng đắn nhất mà theo cái cách mà các em thấy thoải mái ạ? Mình làm người lớn là mình làm cách nào cho các em á? Ý là mình có thể yêu trẻ em ấy ạ, tại vì bọn con cũng sắp làm huynh dự trưởng rồi thì bọn con cũng đồng hành cùng các em ấy ạ. Điều răn thứ nhất rất là dễ, đó là yêu mến Thiên Chúa trước đã. Và mình, con ơi, nhớ này, thứ nhất là con cứ yêu mến Thiên Chúa trước và con cầu nguyện với Ngài, lạy Chúa, xin Chúa dạy cho con để con biết làm thế nào đó để cho hợp với thánh ý, đẹp thánh ý của Chúa và hợp với các em. Và khi mà con có được cái nguồn sức mạnh từ Thiên Chúa, con cứ tin cha đi, phải tin vào Thiên Chúa và con làm đó. Các con hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, thì bởi vì là chúng con xin bất cứ một điều gì thì chúng con sẽ làm được cả những cái điều vĩ đại hơn là Thầy làm nữa. Đây là Chúa Giêsu nói như vậy. Và sau đó là khi chúng con đã yêu rồi đấy nhá, bắt đầu bây giờ sách vở rất là nhiều dạy cho con cái cách nào đó. Và không bao giờ nóng tính, không có bao giờ mà quát nạt, rất là nhẹ nhàng. Và dù các em nó sai cỡ nào đi chăng nữa là mình cứ từ từ thôi. Và đang cái lúc á, thí dụ như vậy, một em bé và một người mẹ hỏi với cha thế này: con nhà con nó không chịu ăn, xong nó khóc, nó cứ khóc thôi. Thế là bảo bây giờ nếu như mà chị mà có muốn con chị tốt là lúc nó khóc hoặc nó không chịu ăn, cứ kệ nó, không nói cái gì cả, nó khóc 7 tiếng đồng hồ, kệ luôn, nó khóc 30 ngày, kệ nó, không nói cái gì, cứ để đấy. Lúc đấy không được nói, không được phản ứng bất cứ một cái gì. Sau khi nó khóc xong, nó bình tĩnh rồi, bắt đầu mới hỏi, tại sao con khóc? Nó không ăn cái gì, ok, không sao, cứ để đấy, không được cho thêm cái gì cả, đồ ăn chỉ có bằng này thứ thôi. Rồi nó đói, nó sẽ ăn. Và lúc hỏi nó, tại sao con không ăn? Và con sẽ có được cái câu hỏi, cái cách làm việc rất là kỳ diệu. Hiện tại bây giờ cha cũng đang giúp cho một số các em cũng khá đơn lớn ở tuổi của chúng con. Mà chúng con biết là tuổi của chúng con là 14, 15 là có nhiều tính hay lắm. Mà đến khi mà không chịu ăn cái gì, ở nhà là với bố với mẹ là uống sữa hay cái gì, cha bảo không, nhà này chỉ có 3 bữa ăn bằng nó thôi. Còn đói
không ăn ráng chịu. Có những đứa nó giận nó không thèm ăn, nó bảo ok, con không ăn đúng không? Ok, để đấy. Cho một đêm mà từ giờ con không được ăn và sáng mai con nó không được ăn. Đúng 3 giờ sáng gõ cửa phòng của cha, con lạy cha, con xin cha, cha cho con ăn. Không cần phải nói nặng con nhá, cứ nhẹ nhàng thôi. Ok. Rồi có một câu hỏi nữa. Như vậy là 2 câu hỏi nữ, 3, 4, 5, 7 câu hỏi nam rồi. Chúng con phải xin lỗi bên ban tổ chức, khi nào nói hết giờ báo cho tôi nhá. Hết chưa? Hết rồi à? Ok. Rồi còn câu hỏi cuối cùng. Thầy cha, là con muốn hỏi là sau khi ông Judah bán Chúa thì ông đã cảm thấy hối lỗi và ném 30 đồng vàng xuống ruộng máu, thì ông có được lên thiên đàng không ạ? Cha không biết. Cha không biết. Thật mà. Làm sao? Không phải. Không phải là cha có ở trên thiên đàng nhưng mà biết ông có trên đấy không. Bây giờ con mà biết thì con phải cố gắng con sống thật tốt lành nhá, để con lên thiên đàng, để con hỏi xem có ông trên đấy không. Ok. Thật ra thế này chúng con này, sau trong cái cuộc mà bỏ phiếu mà để bầu ra một vị tông đồ thay thế cho ông Giuđa, chúng con có biết là ông Thánh Phêrô ông nói thế nào không? Khi mà ông Giuđa vậy rồi, ông Thánh Phêrô tụ họp các mọi người lại để bầu ra một người thay thế cho ông Giuđa, Thánh Phêrô nói như nào không? Chúng ta cần phải chọn ra một người để thay thế vào vị trí tông đồ của Giuđa, bởi vì anh ấy đã về với chỗ của nó. Chỗ nào? Cha đâu biết đâu. Chúa thầy Đức Giáo Hoàng Phêrô còn chả nói ông ở đâu nữa mà. Mà thôi thì chúng ta có ngắm, chúng ta đọc là thì thằng Giuđa phái xa hỏa ngục ấy, thì mai kia chúng con làm sao có thể là thay câu khác nó nhẹ nhàng, nó dễ hơn đúng không? Vì chúng ta đâu có quyền kết án bất cứ một ai đâu. Thánh Phêrô cũng nói là thay thế cho anh ta vì nó đã về cái chỗ của nó. Giơ tay tiếp vào con, cả hai tay luôn à? À. Rồi hết giờ rồi phải không ạ? Còn ai hỏi nữa không ạ? Rồi ok, áo đen có. Đó, con thưa cha là vạn vật đều có linh hồn không ạ? Cái gì ạ? Con thưa cha là vạn vật đều có linh hồn không ạ? Vạn vật đều có linh hồn đúng không ạ? Vâng. Vạn vật đều có linh hồn. Cha đang muốn hỏi là tại sao con hỏi câu này? Ê, thưa cha, các cụ thời xưa nói vậy. Các cụ thời xưa nói vậy. Con ơi, chỉ có mỗi con người thôi mới có linh hồn con nhá. Chỉ có mỗi con người của chúng ta mới có linh hồn bất tử. Nhá, chỉ có con người của chúng ta thôi. Còn vạn vật á, thì nó có nằm ở trong cái sự quan phòng và an bài của Thiên Chúa một cái cách nào đó. Con người của chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Chỉ có con người mới có linh hồn thôi. Rồi, cha tìm câu hỏi nào hay hơn tí nữa. Thôi, kết thúc ở đây phải không thầy? Hết rồi phải không ạ? Rồi, bây giờ xin cha xin trả lại cho ban tổ chức. Rồi, bạn nào có câu hỏi nào hấp dẫn không ạ? Vâng, một lần nữa chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những lời vàng ngọc của cha, những giờ chia sẻ của cha. Vâng, một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn cha.